Cập nhật thế giới ngày 20 tháng 6 Hằng Lâm xin kính chào quý vị. Quân sư mở xin được chuyển đến quý vị những thông tin sau đây. Mở đầu là thông tin, Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam lần thứ 5, ngỏ ý sẵn sàng hỗ trợ xây dựng ngành năng lượng nguyên tử. Tiếp nối chuyến thăm Triều Tiên ngày 19 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới Việt Nam trong chuyến thăm 2 ngày, theo lời mời của Tổng bí thư đảng Cộng quyền Nguyễn Phú Trọng. Đây là chuyến thăm đến Việt Nam lần thứ 5 của ông Putin kể từ năm 2001, Pravda đưa tin. Trong chuyến thăm lần này, hai bên dự kiến thông qua tuyên bố chung và ký một số văn kiện song phương. Trước đó, cơ quan báo chí điện Kremlin đưa tin, các nhà lãnh đạo có kế hoạch thảo luận về việc phát triển quan hệ đối tác giữa Moscow và Hà Nội, các vấn đề quốc tế và an ninh khu vực. Trước đó, trong bài viết trên báo Nhân dân trước chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam, ông Putin khẳng định năng lượng có tầm quan trọng chiến lược trong hợp tác song phương và Nga sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng ngành năng lượng nguyên tử quốc gia. Ông Putin nói, tôi muốn nhấn mạnh rằng Rosatom luôn sẵn sàng hỗ trợ các đối tác Việt Nam trong xây dựng ngành năng lượng nguyên tử quốc gia, bao gồm cả việc tăng cường đào tạo nguồn nhân lực. Tính đến tháng 4 năm 2024, Nga đứng thứ 28 trong số các nước vào vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 186 dự án và tổng số vốn đăng ký khoảng 984,98 triệu đô. Đầu tư của Nga tập trung chủ yếu vào lĩnh vực khai khoáng, dầu khí, công nghiệp chế biến, chế tạo. Theo báo chính phủ, sau khi ký hiệp định EAEU-FTA, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Nga tăng nhanh, đạt 5,5 tỷ đô năm 2021, tăng gần 90% so với năm 2016. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Nga đạt 3,2 tỷ đô, tăng 100% so với năm 2016. Tuy nhiên, sau xung đột Nga-Ukraine tháng 2 năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Nga năm 2022 giảm trên 51% so với trước đó. Năm 2023, kim ngạch ngoại thương giữa hai bên đạt 3,63 tỷ đô, tăng nhẹ so với năm trước đó. Trong khi giao thương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, mặc dù đã giảm so với năm 2022, vẫn đạt mức 111 tỷ đô, gấp hơn 30 lần kim ngạch thương mại hai chiều với Nga, với khoảng 83 tỷ đô xuất siêu, tức là Việt Nam có được 83 tỷ đô thẳng dư thương mại khi làm ăn với Mỹ. UAV Ukraine tiếp tục tấn công nhà máy lọc dầu và kho dầu Nga Ngày 20 tháng 6, các kênh Telegram của Nga bao gồm Basa, Astra, Rianovosti đồng loạt đưa tin rằng UAV của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Afib ở tỉnh Krasnodar, cũng như một kho dầu ở Adigea. Thống đốc Adigea Murad Kumpilov đã xác nhận thông tin trên Telegram. Kênh Telegram có tên Basa cho biết, Cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Afib diễn ra vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương. Theo dữ liệu sơ bộ, các UAV đã bị bắn hạ, nhưng mảnh vỡ của một trong các UAV này đã rơi trúng nhà máy và sau đó xuất hiện đám cháy. Kênh Telegram có tên Acha lưu ý rằng, cư dân làng Enem ở Adigea và làng Afiski thuộc lãnh thổ Krasnodar đã báo cáo về các vụ nổ và hỏa hoạn. Và nối tiếp là thông tin, Tòa Bạch Ốc xác nhận cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công đất Nga ở cả khu vực Sumy. Ngày 20 tháng 6, Ukraine Form trích dẫn lời giám đốc các vấn đề châu Âu của Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc, Michael Carpenter, nói trong cuộc họp ngắn qua điện thoại rằng Mỹ đã xác nhận cho phép ký íp sử dụng vũ khí do nước này viện trợ để tấn công lãnh thổ Liên bang Nga gần khu vực thuộc hai tỉnh Kharkiv và Sumy. Ông Carpenter nói, Chúng tôi đã tuyên bố khá rõ ràng rằng về việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ tấn công vào các vị trí của Nga ngay bên kia biên giới thuộc khu vực Kharkiv và Sumy. Ông nhấn mạnh rằng bằng cách này quân đội Nga sẽ không còn nơi trú ẩn để có đà tấn công lãnh thổ Ukraine. Trước đó vào ngày 31 tháng 5, ngoại trưởng Anthony Blinken và cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan xác nhận tổng thống Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga. Nhưng theo ông Lincoln, những vũ khí này chỉ có thể được sử dụng để tấn công các khu vực của Nga gần Kharkiv. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ cũng không loại trừ khả năng mở rộng phạm vi hoạt động trong tương lai. Đường sắt 11 tỷ đô, thông lộng Bắc Kinh vẫn không buông tha Đông Nam Á. Trung Quốc cho biết họ sẵn sàng kết nối tuyến đường sắt bờ Đông, ECRL, trị giá 11 tỷ đô của Malaysia với các dự án đường sắt của Lào và Thái Lan do Bắc Kinh hậu thuẫn. Điều này sẽ giúp Trung Quốc mở rộng sân kiến, vành đai và con đường của nước này khắp Đông Nam Á, Reuters ngày 19 tháng 6 đưa tin. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường hiện đang có chuyến thăm 3 ngày tới Malaysia. Hôm thứ Tư cho biết, đề xuất trên sẽ biến tuyến đường sắt trung tâm của tuyến đường sắt xuyên Á chạy từ Côn Minh ở Trung Quốc đến Singapore trở thành hiện thực. Ông Lý Cường nói, Điều này sẽ thúc đẩy tốt hơn việc xây dựng các hành lang thương mại, đường bộ và đường biển quốc tế mới, tăng cường kết nối khu vực và làm sâu sắc hơn việc xây dựng cộng đồng ASEAN. Tuyến đường sắt ECRL dài 665 km sẽ nối bờ biển phía đông và phía tây của bán đảo Malaysia vào cuối năm 2026. Chính phủ Malaysia cho biết vào tháng 3 rằng họ sẽ xem xét mở rộng dự án do Trung Quốc hậu thuẫn tới biên giới với Thái Lan. Ông Lý Cường đang ở Malaysia sau khi tới New Zealand và Australia, trong bối cảnh Trung Quốc muốn mở rộng ảnh hưởng và đầu tư vào khu vực châu Á Thái Bình Dương khi Bắc Kinh đang căng thẳng và cạnh tranh với Mỹ. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Malaysia kể từ năm 2009, năm 2023, tổng giá trị thương mại giữa hai nước đạt 98,9 tỷ đô. Siêu dự án vành đai con đường đang nổi lên như một lối ngoại giao bẫy nợ với hàng loạt các khoản vay của chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc cho các nước nghèo và đang phát triển để đầu tư vào cơ sở hạ tầng, nhưng không mang lại hiệu quả kinh tế, và đổi lại Bắc Kinh trở thành chủ nợ khai thác những cơ sở này cho mục đích lưỡng dụng, dân sự, quân sự. Mà cảng Hambantota của Sri Lanka là bài học nhãn tiền liệu có khiến cho giới chức Malaysia phải cân nhắc gã khổng lồ Northrop Grumman bắt đầu sản xuất đạn dược ở Ukraine. Ngày 19 tháng 6, trang Euromaidan đưa tin, Deb Patel, giám đốc kinh doanh quốc tế nhánh quốc phòng của Northrop Grumman cho biết, tập đoàn công nghiệp quân sự của Mỹ này bắt đầu sản xuất đạn cỡ chung ở Ukraine. Ông Patel nói, Chúng tôi đang làm việc ở Ukraine để sản xuất đạn cỡ chung. Đây là dự án đầu tiên của chúng tôi tại đất nước này, Ông Patel cũng lưu ý rằng công ty quốc phòng này có kế hoạch mở rộng từ sản xuất đạn cỡ chung sang xe tăng và đạn pháo 155 ly trong tương lai. Theo ghi chú của Defense Express, loại đạn cỡ trung bình được ông Patel đề cập được thiết kế, chủ yếu cho pháo tự động. Theo nguồn tin từ một quan chức Mỹ cho biết, chính phủ Ukraine hiện đang đầu tư tổng cộng 2 tỷ đô vào ngành công nghiệp quốc phòng. Việc công ty Mỹ xây dựng cơ sở sản xuất đạn trên đất Ukraine sẽ mở ra cơ hội hợp tác sản xuất mạnh mẽ giữa hai bên. Northrop Grumman là công ty quốc phòng lớn thứ ba thế giới xét về doanh thu, ước tính khoảng 32,5 tỷ đô mỗi năm, sau RTX và Lockheed Martin cũng đều của Mỹ. Hơn nữa, Northrop Grumman cũng cung cấp rất nhiều loại vũ khí và các thành phần của chúng mà quân đội Ukraine có thể cực kỳ quan tâm. Ukraine và EU đạt thỏa thuận an ninh. Ngày 19 tháng 6, trang European Pravda dẫn thông tin từ văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, nước này và Liên minh châu Âu EU đã tổ chức vòng đàm phán cuối cùng về an ninh song phương mà họ dự định sẽ ký kết trong thời gian tới. Phó Chủ tịch OP Ia và Phó Tổng Thư ký Cơ quan Hành động Đối ngoại châu Âu vì hòa bình, an ninh và quốc phòng Charles Fries tham gia vòng đàm phán cuối cùng. Thông báo viết, các nhóm đàm phán của Ukraine và EU đã hoàn tất việc thông qua văn bản của thỏa thuận an ninh và nhất trí về việc ký kết trong tương lai gần các phương tiện truyền thông đại chúng đưa tin, các đại sứ EU đã đồng ý về dự thảo thỏa thuận an ninh song phương giữa Ukraine và Liên minh châu Âu và có kế hoạch hoàn tất thỏa thuận này vào cuối tháng 6. Trong dự thảo thỏa thuận, EU hứa sẽ cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine, giúp huấn luyện quân sự, ra phá bom mìn, cải cách trong lĩnh vực quốc phòng, hợp tác chống lại các mối đe dọa và tấn công mạng, cũng như hỗ trợ tai thiết. Các quan chức châu Âu nhấn mạnh rằng thỏa thuận này không đồng nghĩa với phòng thủ tập thể trong NATO mà là cam kết cung cấp cho Ukraine vũ khí và các hỗ trợ khác để tăng cường an ninh của chính nước này và ngăn chặn bất kỳ cuộc xâm lược nào đối với Kyiv trong tương lai. Tại một diễn biến khác, Ủy ban châu Âu EC hôm thứ tư đã đề xuất ngân sách cho năm 2025, trong đó cung cấp 15,2 tỷ euro, tương đương với hơn 16 tỷ đô hỗ trợ tài chính vĩ mô cho Ukraine. Theo đề xuất 4,3 tỷ euro sẽ được cung cấp cho Ukraine dưới dạng tài trợ theo chương trình cơ sở Ukraine và 10,9 tỷ euro sẽ được cung cấp dưới dạng các khoản vay. Chuyến đi của ông Putin đến Triều Tiên, Trung Quốc đứng ngoài phương Tây cảnh báo trong chuyến thăm hai ngày từ ngày 18 19 tháng 6 tới Triều Tiên của Tổng thống Nga, hai nhà lãnh đạo Vladimir Putin và Kim Jong Un đã có cuộc gặp nồng ấm và đạt được thỏa thuận quan trọng khi cả hai đều tìm cách tăng cường quan hệ và hợp tác song phương. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Putin tới Triều Tiên sau 24 năm. Ông Putin ngày càng thấy mình bị cô lập trước phương Tây khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Cuộc xâm lược đã gây ra sự chỉ trích từ hầu hết các nước châu Âu. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO từ lâu đã là cây gai trong mắt của Nga, coi cuộc xâm lược của Moscow là vô cớ và là mối đe dọa tiềm tàng đối với phần còn lại của châu Âu. Trong bối cảnh này, nhà cầm quyền Nga đã tìm cách tăng cường quan hệ với Trung Quốc, Triều Tiên và Iran. Các nước này đều có một điểm chung là có mối quan hệ căng thẳng với phần lớn phương Tây, do hệ tư tưởng khác nhau khi một bên là chủ nghĩa độc tài, còn một bên là thế giới tự do dân chủ. Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh Grant Sharp hôm thứ tư trên nền tảng xã hội X đã đưa ra cảnh báo về bước đi này của Nga Triều. Ông Sharp viết: "Những điều kỳ lạ trong chuyến thăm Triều Tiên của Putin được coi là một lời cảnh báo, một trục chuyên chế mới đang hoạt động để phá hoại các quyền tự do của chúng ta." James Ali, giáo sư tại Đại học Michigan và cựu giám đốc cấp cao về chống khủng bố tại Hội đồng An ninh Quốc gia nói với Newsweek hôm thứ Tư rằng, cuộc gặp nhấn mạnh mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước và sẽ cho phép Nga có thêm pháo, đạn pháo và đạn dược từ các nước, bắt Triều Tiên để sử dụng trong cuộc xung đột. Trong khi đó, Triều Tiên có thể được hưởng lợi từ những tiến bộ kinh tế và công nghệ từ Nga. Ông nói, Mỹ và các đối tác của họ ở NATO và châu Á nên lo ngại về mối quan hệ ngày càng phát triển này. Nga cũng đã phát triển mối quan hệ tương tự với Iran, nơi Tehran đã cung cấp UAV và tên lửa, mà Nga đã sử dụng hàng loạt để chống lại Ukraine trong hai năm qua. Trong chuyến thăm nhà lãnh đạo Triều Tiên, Kim Chính Ân nói rằng, ông hoàn toàn ủng hộ cuộc xâm lược Ukraine của ông Putin, đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ đầy đủ cho cuộc chiến. Tình báo phương Tây cho biết, Triều Tiên đã cung cấp vũ khí, bao gồm cả tên lửa đạn đạo cho cuộc chiến tranh của Nga ở Ukraine, nhưng cả hai nhà lãnh đạo Nga và Triều Tiên đều phủ nhận. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết hôm thứ Ba, trong một cuộc họp với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg rằng, ông Putin đã và đang trong tuyệt vọng và đang cố gắng phát triển, tăng cường quan hệ với các quốc gia có thể cung cấp cho ông ấy những gì cần để tiếp tục cuộc chiến xâm lược chống lại Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng cho biết, chuyến đi của Putin chứng minh và xác nhận mối liên kết chặt chẽ giữa Nga và các quốc gia độc tài như Triều Tiên cũng như cả Trung Quốc và Iran. Trong khi Nga, Triều Tiên tăng cường quan hệ và tuyên bố sẽ chống lại phương Tây do Mỹ dẫn đầu, thì nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình lại tỏ ra thận trọng và e dè trước bất kỳ một thỏa thuận ba bên nào vì Bắc Kinh không muốn làm phức tạp mối quan hệ của mình với các nước khác. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Ba rằng, Hội nghị thượng đỉnh là cuộc trao đổi song phương giữa Nga và Triều Tiên, ngụ ý rằng Bắc Kinh đứng ngoài không có liên quan. Thông trao thuộc quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế cho biết, Trung Quốc có những dè dạ dặt nhất định về việc Triều Tiên tăng cường hợp tác quân sự với Nga. Điều này có thể làm suy yếu ảnh hưởng địa chính trị gần như độc quyền của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng. Ông Trao nhận định, Trung Quốc cũng cẩn thận không tạo ra nhận thức về một liên minh trên thực tế giữa Bắc Kinh, Moscow và Bình Nhưỡng, vì điều này sẽ không có lợi cho Trung Quốc trong việc duy trì hợp tác thực tế với các nước phương Tây chủ chốt. Theo các quan chức Mỹ và đồng minh, cũng như các nhà quan sát, lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, Nga đã thực hiện bước đi chưa từng có khi sử dụng tên lửa đạn đạo do Triều Tiên sản xuất, vốn bị cấm theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để tấn công các mục tiêu ở Ukraine. Trung Quốc tuyên bố mối quan hệ không giới hạn với Nga chỉ vài ngày trước khi Moscow tiến hành cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Nhưng Bắc Kinh phủ nhận việc cấp vũ khí và đạn dược cho cổ máy chiến tranh của ông Putin. Philippines xây dựng căn cứ tên lửa chống hạm Bramos, Bắc Kinh phải dè chừng. Việc Philippines xây dựng căn cứ tên lửa chống hạm Ramos đầu tiên cho thấy động thái hiện đại hóa quân sự mạnh mẽ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc ở Biển Đông. Ngày 19 tháng 6, Asia Times dẫn nguồn tin từ Naval News cho biết, Philippines đang xây dựng căn cứ tên lửa chống hạm Ramos đầu tiên tại trạm hải quân Leo Vigindo Gantioki ở tỉnh Sambel, thuộc Tây Lữ Tống, Naver News cho biết, căn cứ này đối diện với Biển Đông đang tranh chấp sẽ là nơi đặt các tên lửa hành trình siêu thanh mua từ Ấn Độ trong một thỏa thuận mang tính bước ngoặt trị giá 375 triệu đô vào năm 2022. Báo cáo lưu ý rằng, việc Philippines mua bao khẩu đội tên lửa Brahmos đã thu hút sự quan tâm của Việt Nam và Indonesia, cả hai đều có tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc. Hình ảnh vệ tinh cho thấy căn cứ tên lửa này bao gồm một cơ sở trên cao để bảo trì và lắp ráp tên lửa, cũng như một hầm chứa đạn có mái che để cất giữ. Trung đoàn phòng thủ ven biển của Thủy quân lục chiến Philippines sẽ vận hành căn cứ này, có vị trí chiến lược để tấn công các mục tiêu cách xa tới 290 đến 300 km, bao gồm cả bãi cảng Scarborough bị Trung Quốc chiếm đóng. Báo cáo của Naval News cho biết thêm, tính chất di động của hệ thống BrahMos khiến nó có thể được triển khai linh hoạt tới nhiều địa điểm bắn khác nhau, nâng cao khả năng phòng thủ bờ biển của Manila. Báo cáo cho biết, Philippines có thể sớm đặt hàng loại tên lửa BrahMos này từ Ấn Độ. Điều đó cho thấy khả năng áp dụng rộng rãi hơn công nghệ quân sự tiên tiến trong các lực lượng vũ trang Philippines. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần cập nhật thế giới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị buổi tối thư giãn và an lành. Còn bây giờ, Hằng Lâm và Quân Sự Mở. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.